Tân đến các anh hùng của dành những người mang tên chức nhà giáo cao cả đến từ tập thể 12 đêm 3, xin mời.
Xin lỗi là tôi có ý nghĩa là tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền thống trị và quyền tự do. Sự tàn khốc của cuộc chiến tranh qua đi, đất nước và con người bước vào thời kỳ hòa bình, độc lập. Cùng với đó, những người giáo viên chỉ là vị anh hùng thầm lặng để trải qua khoảng đường chiến tranh đến khi bầu trời xanh hòa bình trên đất nước. Thầy cô đã dành trọn tâm huyết, tận lòng để cho học trò tri thức của nhân loại. Chủ đề những học sinh của trường trung học phổ thông Thượng Đài xin gửi lời tri ân đến thầy cô, những người đã và đang cống hiến hết mình cho ngành giáo dục và cả cho sự nghiệp chồng người. Thầy cô mãi là người cha người mẹ thứ hai trong lòng chúng em. Nghề nhà giáo, một nghề tuy vất vả nhưng lại cao quý nhất trong những nghề cao quý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.